Ô, mami, rõ ràng cậu ở trong nhà mà, sao lại ở đây? Thôi được rồi, đi chơi với tớ. Hôm nay Kitsy của tớ sẽ đánh bại con Pikachu của cậu luôn. Con thú của cậu làm sao đủ tuổi đánh bại Pikachu của tớ? Pikachu, xuất chiến! Được cái nhỉ? Kitsy, xuất chiến! Pikachu, tấn công Kitsy! Ái chà! Kitsy, sử dụng quả cầu bóng tối! Pikachu, sử dụng nguồn điện 1000V! Anh Thành! Chà, mày định điều ấy? Em định mang Mami lên chơi với hai người kia. Chơi gì mà chơi? Mày có biết hai đứa kia là kẻ xấu không? Em biết, nhưng mà em muốn chơi thủ bông với họ. Thế thì để anh chơi với mày. Mày lấy con Mami của mày chơi với con San của anh. Nhưng mà con San của anh có chiến đấu với con Mami của em được không? Tất nhiên là được rồi. Cậu giống ra tay mạnh thế cơ. Cái gì? Sử dụng tuyệt chiêu. Pikachu, hãy công thủ đi. Này, sao vậy? Em muốn chơi cái kia cơ. Này Pikachu, trở về. Kitsy, về. Các cậu ơi, cho tớ chơi với. Không, tại sao bọn tao phải cho mày chơi? Tớ có Mami này, cho tớ chơi với. Con Mami của mày á, bắt đầu chơi với linh thú bọn tao á? Tuổi dê, có linh hồn đâu mà chơi. Tớ... Này, chúng mày tưởng mỗi thú của chúng mày có linh hồn à? Con San của tao cũng có linh hồn này, nhỉ? San cơ? Sợ thế? Chúng mày sợ rồi đúng không? Chúng mày đừng có chế chứ thú bông của em gái tao nữa. Không thì San nó đánh rồi. Con San của mày á, tuổi gì so sánh với hai con này của tao? Chúng mày... Anh Thành, thôi, em không cần chơi nữa đâu. Con San của anh... Mày không phải lo, anh sẽ dùng con San này đánh bại hai con của nó. Ui xời, ghét đấy. Ê, xuất chiến đi. Kitsy, đã chặn. Đi Thành. Đi anh. San, xuất chiến. Thành ngáo, có linh hồn cơ nhở. Kitsy, tấn công. San. Thử thế nào? Kitsy, tấn công Thành Áo! Anh! Thôi, kêu được bọn chúng như vậy. Đủ rồi, đi thôi. Kitsy, đi! Anh Thành, anh có sao không? Anh không sao. Em xin lỗi, tại em đòi chơi nên anh mới bị như vậy. Không sao đâu, đợi anh vào kia nghỉ đi. Vâng. Sao đây? Mami Long Leg là một trong những thần thú mạnh nhất. Nó mà luyện được hai con này của mình không là gì đâu. Thế theo mày, hai đứa mình phải làm gì? Tao nghĩ là trước khi nó luyện được có linh hồn, chúng ta phải phá. Phá như thế nào? Tao quay rồi. Anh Thành ơi, tại sao Mami của em không có linh hồn nhờ? Em cứ bình tĩnh. Đúng rồi, con San này, lúc đầu nó không có linh hồn đâu. Nhưng mà ở với anh nhiều ấy, xong dần dần nó cũng có linh hồn đấy.
Mami cũng ở với em khá lâu rồi. Vậy mà... Như cái sai của anh này. Vui lên. Ừ, dài. Hello. Chúng mày quẹ em gì? Gì mà nóng thế? Ê, sau khi ở đây đi ra đến kia và suy nghĩ thì tôi thấy bọn tớ lấy hơi quá đáng. Quay lại đi. Xin lỗi. Xin lỗi. Ê, trai, cậu đưa Mami lo lét đây. Để tớ cho ba đứa chơi với nhau. Thật á? Này, bọn này nó không tốt đẹp gì đâu. Anh Thành, bọn họ đã xin lỗi rồi mà. Ui, cậu ấy nói đúng rồi đấy, bọn tớ biết lỗi rồi mà. Anh Thành, Mami lo lét đây, cho tớ chơi với. Xin lỗi. Xong chưa? Xong rồi, anh nào? Mami, không! Mami! Mami, ngươi định làm gì? Mami, không cần làm như vậy đâu. Bọn chúng bắt nạt cậu, còn hành hạ tớ nữa. Cậu cứ để tớ xử lý hết chúng nó. Như thế bọn chúng đã sợ rồi. Cậu hãy dừng lại đi. Đúng rồi, hãy tha cho bọn ta đi. Được, vậy thì tớ sẽ tha cho bọn chúng. Mami, vậy là cậu đã có linh hồn rồi. Chúng ta đi. Đi. Cái gì? Mami! 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 Mami.
Mami, tớ xin lỗi. Từ bây giờ tớ sẽ bảo vệ cậu. Này, từ giờ San của anh đã có bạn rồi đấy. Cuối cùng, Mami Long Meta đã thành công rồi. Con của ta ra đây. Hãy đi đi và phá hủy thế giới này. Hôm nay trời đẹp thật đấy. Nhưng mà cái con hạt tiêu nó đi đâu từ sáng tới giờ đấy nhỉ? Ôi, sao tự nhiên bạn giận được tôi? Tránh ra đây bà đây. Đừng để thành con áo. Tớ đã bảo không chơi hóa trang đâu. Mà Halloween ấy còn xa lắm. Thôi tránh đường ra để tớ đi. Không tớ này cho phát nữa đấy. Chẳng hiểu làm sao trong nhà mình lại có zombie cơ chứ. Sợ chết đi được. Anh cứ di chuyển như thế làm sao mẹ em bắn được? Ôi ơi, anh đừng để bị độc cá. Làm gì đi ăn tiêu. Ôi ơi. Anh Thành, thế bây giờ em phải làm thế nào? Sao mình rốt thế nhỉ? Mày này, gỡ nó ra là được. Ừ, đơn giản thế mà mình lại không nghĩ ra ai chả. Đánh nha. Thế thấy chưa, em gỡ nó ra rồi đấy. Nhưng mà em bảo, nhà em cũng có một con zombie nó y hệt như này nhá. Đấy, sao anh nghe chuyện của em mà anh cứ lời lùi vậy? Không tôn trọng em ạ. Phải ở đằng sau mày kìa. Hạt tiêu ơi, mày đen rồi. Thôi, mày bảo trọng. Anh đi trước đây. Hả? Anh không được đi. Tại sao anh lại bỏ em vào lúc này? Lúc này em cứu anh rồi các bạn. Tiêu nó cũng đúng nhỉ. Mà bây giờ phải làm sao? Bây giờ anh sẽ cho con zombie ăn khúc gỗ này để nó gây ra nguồn. Mẹ đồ, anh dùng cái bà bố.
dùng cái bảo bối này rủ nó, thấy cũng kinh không? Ơi sợ luôn. Thấy không? Cái gồng vui giờ nó vẻ rạng rỡ như thế. Không nhớ nước ở tay nhỉ? Ai à? Anh Thành ơi. Hả? À, anh bị cắn. Anh Thành ơi, tay của anh... Tiêu ơi, anh khó chịu quá. Anh Thành, anh cố lên. Tiêu. Anh Thành. Tiêu, em mau chạy đi. Anh sắp thành zombie rồi, mau chạy đi. Không được, chất độc trong ngấm thơm đâu. Em đưa anh đi chữa trị. Đúng rồi. Mẹ đi đi, để anh cầm vào chúng. Không được anh Thành, anh không nói như thế. Để em cầm vào chúng. Anh Thành, Mommy. Na cha, thấy đại dịch zombie của ta thế nào? Thì ra lũ zombie này là do ngươi tạo ra. Mau đưa thuốc giải đây. Ngươi biết sức lực của ngươi không thể đấu lại được ta rồi đấy. Ta không đấu lại, nhưng cái này thì có đấy. Người sẽ không đấu lại được vũ khí của ta đâu. Được cho người anh vẫn chưa hết hẳn đâu. Chúng ta về thôi. Na cha, người cứ đợi đấy. Diên này. Diên. Người sẽ không đấu lại được vũ khí. Lại luôn. Diên. Na cha, thế đại dịch của zombie của ta thế nào? Nhũ. Không được, em phải đưa anh đi chứ chị. Mau lên. Cô như thế. Vào đây. Vào đây.
xét. Anh Thành, anh tỉnh rồi à? Xét. Anh Thành, anh tỉnh rồi à? Mà chất độc trong người anh chắc hẳn vẫn chưa hết đâu. Em sẽ đưa cho xét. Đúng rồi. Anh Thành, anh tỉnh lại rồi à? Anh cảm thấy trong người sao rồi? Bình bình.